Ở bên trái resort là một cái bãi đá rất là lớn nhưng mà cái này là một cái bãi rong với lại những cái rạn san hô nhỏ nhỏ, đa số là rong nhiều lắm. Mình nghĩ là mùa mực với mùa cá nó sẽ về đây nó sinh sản rất là nhiều. Nhìn trên bản đồ thì mình thấy một cái bãi nước đen đen, một cái bãi nhìn nó như là cái rạn san hô vậy nhưng mà ra đây thì toàn là rong không à. Một địa hình rất là lý tưởng nhưng mà bây giờ có lẽ là không phải mùa cá. Mặc dù đi giày, đi gần á, nhưng mà mình cũng phải test mấy cái đá coi nó có giày, cái đá nó có bám nhau không, có đồ bám không mình mới leo được. Những cái đá thì rêu á, nhiều quá thì mình không có đứng lên được. Có hai con ghẹ con, dễ thương. Giờ đang là hoàng hôn nha, khoảng chừng bây giờ là 4 giờ mấy, gần 5 giờ rồi. Thấy mặt trời xuống đẹp không? Nguyên cái bãi biển nó vàng. Cơn sóng nào nước lăn tăn lăn tăn như mặt hồ vậy. Ở đây có anh em nào mê biển giống mình không? Mình rất là mê biển luôn, thích nhất là biển, xong rồi tới núi rừng sông suối. Khu này là có 3 căn hộ mới xây. Mấy căn này là có 2 tới 3 phòng ngủ á. Thì giá cũng khoảng 20 mấy triệu một đêm. Tính ra thì cái phòng của mình vẫn mắc hơn những căn này. Có một phòng ngủ mà tới 12 triệu một đêm. Mới câu được một con cá hồng nhỏ nữa. Giờ thì thả em nói về với thiên nhiên. Buổi chiều á, nguyên cái resort nó lên đèn như vậy rất là dễ thương các bạn. Nhìn nó cũng tối tối nhưng mà ai sợ, ai thì hay sợ cái gì thì không có dám đi, nhưng mà mình thấy như vậy đẹp, nó kiểu nó tự nhiên á, dễ thương á. Giờ về tới phòng của mình rồi nè, cũng vậy luôn. Đường vào thì trang trí bằng những cái đèn nhỏ dưới chân. Không biết thằng Quang nó đi đâu rồi á, nó đi câu ở đâu không thấy. Để tí nữa mình lấy điện thoại mình gọi nó về. Rồi chuẩn bị tắm rửa ăn tối. Ăn tối rồi tối đi ra câu ngâm. Có nhờ nhà hàng, nhờ bên quản lý người ta chuẩn bị cho tôm á. Bên này quản lý nhiệt tình lắm.
Giờ hai anh em mình ăn tối nha. Mời các bạn. Hôm nay cũng là hải sản nướng. Các món nướng có cá chẽm nữa. Ăn tối xong anh em mình về nghỉ một tí, xong rồi đi câu. Đây vừa lên được con cá, cá bóng đá, cá bóng mú gì vậy? Ở đây người ta kêu là cá bóng đá. Cá bóng đá, cá bóng mú kêu gộp lại thành cá mú đá. Hello, hello anh em. Bước qua sáng thứ ba rồi. Giờ cũng đi câu. Nước hôm nay đẹp lắm, trong veo à. Mình đang dùng con Megabass Bass X. Vô hàng. Hồi nãy mở máy rồi mà bấm nhầm cho nên nó tắt nha các bạn. Dính mới sáng sớm ra quăng đã ăn rồi. Dây dèo đâu ta? Dây dèo ở trong nhà. Mới xả xuống cái bột liền. Dìu ra ngoài cầu cảng luôn, ném nó đó đó. Chụp hai lần luôn. Chụp hai lần luôn. Ê ê ê ê ê đừng 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 vô. Đi ra gấp gấp giùm anh. Gấp giùm anh. Kẹp nè, kẹp nè. Kẹp bên này nè. Nè 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 truyền qua đây nè. Anh xuống kẹp cho. Vòng vòng truyền tay qua đưa qua bên cầu á. Từ từ để im đi. Gì vậy cô? Cái lồng. Im đi. Năng kéo con cá lúc nào nó năng cái dây cái cá nó đã hở lên giọt nước rồi mà. Con này không bự gì nữa, con này là quá ngon rồi. Ném vô bên nhà hàng nó nhiều lắm luôn á. FX90. Bên 90 với lại lưỡi. Đừng có sát quá, rồi kéo nhấc lẹ lên luôn, đừng có cho nó dãy. Đúng không? Rồi. Lên con mú. Cà mú. Rồi ra đó gỡ đi, hồi anh dèo một bầy luôn. Trời mới chưa quay phim nãy giờ.
Nãy giờ bấm cái gì đó không? Sáng giờ mấy lần rồi? Sáng giờ cứ quên. À, cầm ra đó gỡ đi. Tập trung vào đó con cá kia luôn. Ừ. Ra đó gỡ rồi rồi hồi anh dèo hết hai con xuống luôn. Nãy giờ cứ quên bấm máy hoài luôn. Nữa. Sao máy quay bấm cái gì đâu không ta? Cái lúc mà đẹp thì không quay được. Dạ. Quay kỷ niệm. Em dèo xuống giờ á. Dạ, em cột dây xuống giờ. À. Dạ. Để em dèo em cột xuống liền. À, tí nữa ấy em cột liền luôn cho. Lên con nào cột con đó luôn cho. Đừng có vô cầu, đừng vô cầu. Dạ. Gì? Yeah. Không. Kèm thôi. Cái kèm đâu rồi? Coi chừng cái đọt sau nghe. Ủa nãy giờ nó gỡ chưa xong luôn cái thằng này. Young one, yeah, that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us, and that's okay. Well, I just want to be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day. Giờ mình sẽ thử đánh so zig. Bây giờ mình sẽ thử đánh so zig nha. C
so zig với mình thì cũng có nhiều kiểu đánh lắm. Một là mình ném ra vậy nè, xong rồi để cho mồi chìm xuống, khi mà chạm đáy thì mình sẽ thấy ngay cái kịch một cái, rồi mình đánh bao nhiêu nhịp tùy thích, xong rồi mình lại thả chìm xuống đụng đáy rồi đánh lên. Con mồi sẽ đi theo cái hướng kiểu như zigzag á. Nước ở đây cũng cạn nữa các bạn. Bơi ra cũng xa nhưng mà cạn, khoảng 3-4 mét. Lóc rồi các bạn ơi, giờ chắc về đi ăn sáng thôi chứ trời giờ cũng nắng rồi, 9 giờ mấy rồi. Ở trong resort này có hai cái dòng suối ở trên núi chảy xuống, nước cực kỳ mát luôn, rồi có cá, có tôm, có nhiều con lạ. Nói chung là lần đầu tiên thấy cái suối tự nhiên mà còn kiểu như có nhiều sinh vật đó. Mình đang chờ bạn quản gia của mình qua để dẫn mình lên coi những cái căn ở phía trên đồi á.
để coi nó đẹp như thế nào, có thể chuyến sau mình sẽ quay lại. Nhân viên ở đây họ niềm nở lắm các bạn, kiểu họ không có biết từ chối á, kiểu như lúc nào mình có yêu cầu gì họ cũng đồng ý hết, đồng ý 100%, dễ thương cực kỳ luôn á. Ban đêm nhiều sợ sợ đúng không? Nhiều khách người ta sợ lắm chứ. Cái đoạn đường là cây không? Bởi vậy ban đầu chuyến này là anh bút trên cây nè, nhưng mà cuối cùng anh nghĩ là câu cá chạy lên chạy xuống mà leo kiểu này xỉu luôn á. Em đi hoài em leo còn không nổi nữa. Căn này là cao chưa? Càng cao cái view nó càng đẹp ha. Đúng không? Đẹp. Căn này là cũng hai người hả? Là ba cái căn mũi thuyền phải không?
coi cái đó đi. Bao view biển luôn, bao gọn biển. Cái tủ gì? Đẹp. Ok. Có bao giờ bạn đi resort mà kiểu bạn không muốn về không? Kiểu như nhân viên ở đây họ nhiệt tình, họ thân thương đến cái độ mà họ coi mình giống như người nhà, và tạo cảm giác cho mình cũng giống như vậy luôn, cũng coi họ giống như người nhà vậy đó. Trong một chuyến đi nghỉ dưỡng thì cái sự thoải mái là cái điều cần thiết nhất mà họ đã làm được. Đây thật sự là cái chuyến đi nghỉ dưỡng tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình mà An Lâm đem lại. Chỉ có ở An Lâm thôi.